Và quý chị nào chúng ta săn bất động sản mà ở đường lớn tại bên mất Trần Thành Bình Phước thì chúng ta vào xem video trọng thơ nha. Với lô đất này mặt tiền đường nhựa 22 m nha quý vị nha. Và ở đây đường thì thông thẳng từ vòng xoay của đường Hồ Chí Minh và chạy thẳng